được tạo dựng lên bởi một người chủ ở đây. Chúng ta có một niềm vui ở đây, có chỗ để là cái sân chơi cho tất cả mọi người ở đây, lắm ra là chỗ để cho hai những người, tôi có thể nói là therapy cho những người già như tôi chẳng hạn, có cái chỗ để mà hát ca lúc tuổi già rất là vui. Vâng, và xin quý vị một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón người chủ, người MC, ca sĩ rất là con tài. Một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón tiếng hát của anh Quốc Thắng. Trước hết thì tôi xin phép được chào trả lại tất cả quý vị và các bạn hôm nay. Thật là niềm vui vô tận khi mà một ngày cuối của năm 2023 lại được hội ngộ tất cả quý vị, những khuôn mặt thân quen ở Old Town Road từ bên trái và bên phải này. Tôi thấy thay mặt cho ban giám đốc đó, lời cảm ơn đến quý vị rất nhiều và mong rằng là 2024, cảm ơn chị Kim Lan, 2024 sẽ là một cái năm tuyệt vời cho tất cả mọi người, cho quý vị, cho gia đình quý vị và cho những người Việt Nam của chúng ta tại đất nước quốc gia này. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều và hy vọng rằng là quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ cho Thân Xã Siêu Tinh Việt nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào tất cả một tràng pháo tay thật lớn trong đêm nay. Thank you. Cảm ơn. Bây giờ thì xin phép được hát cho quý vị nghe. Nhạc phẩm của nhạc sĩ Sư Công Phu. Đây là một trong những nhạc phẩm tôi thấy rất thích được hát trong năm 2023 trên cái sân khấu nhỏ lẻ này. Hôm nay hát trở lại cho quý vị nghe. Xin mời quý vị thưởng thức xem. Anh Quốc Thảo, anh Kim Mối, anh nghệ sĩ Thảo Thảo.
Thank you.